Nét vẽ tự nhiên ở đây chắc là thầy của bạn chắc muốn à thầy các thầy muốn nó phóng khoáng, nó tự nhiên kiểu bay bổng ấy. Còn không tự nhiên ở đây tức là kiểu ngồi đan đan gạch gạch như kiểu thợ, tức là nét nào đều nét đấy ấy. Video này là video Q&A và mình sẽ trả lời toàn bộ những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của các bạn mà các bạn đặt ra cho mình. Let's go. Bạn HHH có hỏi là sao Ava kênh là 2 phút mà video lại 4 phút vậy anh? Đù. Trả lời sao nhỉ? Thật ra thì ngày trước bọn mình vẫn làm những cái video dưới 2 phút, dạng video ngắn. Nhưng mà thời thế thay đổi thì bây giờ phải làm video dài thôi. Video dài để còn đăng trên các nền tảng khác thì cái việc mà trên 2 phút thì nó quá là điều bình thường. Mình còn muốn làm những cái video khoảng nửa tiếng. Bạn Nguyễn Phương Linh có hỏi là anh ơi, em băn khoăn giữa thiết kế đồ họa và thiết kế thời trang quá, anh ra video về chủ đề này được không ạ? Thiết kế đồ họa và thiết kế thời trang à? Thật ra thì không cần phải đợi video đâu, bây giờ mình sẽ trả lời cho bạn luôn. À, thiết kế đồ họa thì à bạn ấy hỏi là gì nhỉ, nên chọn à? Thật ra thì nên chọn hay không thì cái đấy mình không quyết định được, tại vì mỗi người sẽ có mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Mình khuyên bạn là bạn nên tìm hiểu trước xem là thích cái nào, ví dụ như tìm hiểu về đồ họa này, tìm hiểu về nội thất này, thì xem là hai cái đấy nó có cái gì hay và có cái gì không hay, mình đưa ra quyết định thôi. Bạn có tên là khi nào giàu sẽ đổi tên, anh có bao nhiêu người yêu rồi? Đủ má, có mình có hai người yêu cũ hết. Bạn Hoàng, bên mình có dạy online không anh? Bên mình á, bên mình thì dạy ôn thi thì bọn mình sẽ dạy trực tiếp, còn cái lớp mà không chuyên thì bọn mình có cả hai là online và trực tiếp ở trên lớp. Bạn Loan Loan Dâu Tây có câu hỏi là như nào là nét vẽ tự nhiên vậy anh? Thấy bảo các thầy chấm thi thích nét vẽ tự nhiên. Nét vẽ tự nhiên, câu hỏi này nó hơi bị chung chung quá, nhưng mà thôi thì mình sẽ trả lời theo cái ý hiểu của mình nhé. Nét vẽ tự nhiên ở đây chắc là thầy của bạn chắc muốn à thầy các thầy muốn nó phóng khoáng, nó tự nhiên kiểu bay bổng ấy. Còn không tự nhiên ở đây tức là kiểu ngồi đan đan gạch gạch như kiểu thợ ấy, tức là nét nào đều nét đấy ấy. Bạn Heroin có câu hỏi là anh ơi, học ở Lò Ôn thì thầy có dạy sát sao như học các môn văn hóa, toán, anh không hay chỉ mang tính tương đối và quan trọng là ở mình ạ. Với cả theo anh thì nên học vẽ online hay không, nên học trực tiếp nếu mới bắt đầu học? Thế là vậy là câu hỏi của bạn có hai ý. Thì mình xin phép trả lời câu hỏi thứ nhất của bạn trước là học ở Lò Ôn thì thầy dạy có sát sao hay không à? Thì cái này thì theo mình nó sẽ tùy Lò Ôn. Đó, còn cái ý thứ hai của bạn là học online cái gì nhỉ? Quên rồi. Học online hay học trực tiếp hơn? Học online hay học trực tiếp hơn? Thì mình đã trả lời ở những cái video trước rồi là nếu mà học ôn thì mọi người nên chọn học trực tiếp là cái mà mình thấy nó ổn nhất và ok nhất, chắc chắn nhất. Bạn Toàn Đức W có câu hỏi là đi thi nên vẽ góc từ dưới lên không anh? Vẽ góc từ dưới lên thì mình nghĩ là không nên, tại vì góc từ dưới lên nó có đẹp đâu. Thì kinh nghiệm khi mà đi thi thì một là chính diện thẳng vào, tức là nhìn thẳng vào ấy, hai là có thể nhìn chếch một xíu từ trên xuống kiểu vậy. Bạn Nguyễn Tùng, học kiến trúc có cần học màu không ạ? Học kiến trúc có cần học màu không? Quan trọng là bạn thi cái khối gì. Ví dụ như bạn thi khối V thì bạn chỉ cần học trì thôi. Còn ví dụ như bạn thi khối H của kiến trúc thì chắc chắn là sẽ phải học cả màu rồi. Bởi vì khối H của kiến trúc sẽ có hai bài thi. Thứ nhất là hình họa vẽ người và thứ hai nữa là một bài trang trí màu thì chắc chắn là phải học màu rồi. Bạn NLH, mục đích anh lập ra kênh vẽ 2 phút để làm gì? Lan tỏa kiến thức học vẽ tới tất cả mọi người, kể cả những người chuyên nghiệp lẫn những người bán chuyên. Đấy là những câu trả lời của những cái đứa mà trả lời trước truyền hình. Nhưng mà tôi thì tôi cũng chả biết tôi lập ra vì cái mục đích gì, chắc là đam mê thôi. Bạn Tôn vừa ghé chơi có câu hỏi anh ơi, có những trường nào đào tạo ngành kiến trúc ok ngoài Bắc vậy anh?
trường kiến trúc mà ok ở ngoài Bắc thì mình thấy là có hai trường thôi, Đại học Kiến trúc Hà Nội và Xây dựng Hà Nội. Bạn Diệp có hỏi, đang không biết chọn ngành nào thì làm thế nào vậy anh? Không biết chọn ngành nào, cái này thì chịu, nên tìm hiểu trước khi chọn. Bạn Linh ôn chỉ 3 tháng hè, 10, 11, 12 thì có kịp ôn để đậu Đại học Kiến trúc không anh? Ôn 3 tháng hè, lớp 10, lớp 11, lớp 12 tức là kiểu giãn cách. Thì mình thấy là nếu mà ôn giãn cách như thế thì nhiều khi bạn ôn xong hè lớp 10 xong rồi nghỉ một thời gian đến hè lớp 11 đi ôn thì quên hết sạch. Thì mình thấy là không cần phải như vậy đâu. Mình cứ chia thời gian ra, ví dụ như lớp 10 thì bạn cứ kiểu cuối tuần chủ nhật đi hoặc cuối tuần thứ bảy chủ nhật đi thôi, kiểu vậy. Xong rồi bao giờ đến sắp thi thì bắt đầu mình gọi là liên tục vào, thế thôi. Trang Lại Hà, đầu năm 2025 anh có mở lớp online không anh? Bây giờ là giữa năm 2024, đầu năm 2025 là khoảng 6 tháng nữa. Tức là mở lớp online luyện thi à? Hên xui, không biết được. Bạn Jatora có hỏi, mình mới tập vẽ mà run tay lắm, không biết có bài tập nào để vẽ đỡ run hơn không? Mới tập vẽ mà run tay thì ngày trước mình có rất là nhiều học viên lớn tuổi mà mới đi học vẽ cũng bị run tay, tại vì thường người già mà thì cái tay của người ta nhiều khi kiểm soát nó sẽ hơi khó. Thì để mà trẻ lúc mới vẽ mà bị run tay ấy, thì chắc là mình nghĩ là chỉ do chưa quen thôi. Thì mình thấy là cứ luyện nhiều vào, và bài tập thì mọi người có thể xem những cái hình ảnh mình để ở đây, những cái bài đan nét gạch gạch như ở này đó, và kiểm soát sắc độ và tập nhiều lên, mỗi ngày khoảng 15 đến 20 phút thì tay của các bạn sẽ quen thôi. Bạn Ngọc 2K9, anh sinh năm bao nhiêu mà trông chạc tuổi bố em thế? Mình sinh năm 8X bạn ạ. Bạn Ít Ba Tun, thì vẽ mình có được phép mang que đo vào không anh? Được, không mang đồ được. Bạn Đầu Chọc Hai Mái có hỏi, thi hình họa thì mình thi khổ am mấy vậy anh? Thi hình họa thì mình nhưng mà hình họa của trường gì chứ nhỉ? Ví dụ như hình họa của trường Mỹ thuật Công nghiệp thì các bạn sẽ vẽ người trên khổ giấy là A1. Còn ví dụ như các bạn thi kiến trúc thì bài hình họa sẽ là vẽ tượng trên khổ giấy A3, kiểu vậy. Bạn Kusina có hỏi, anh có biết vẽ không? Mình không, tất cả những cái video mọi người xem đều là mình làm bằng trí tuệ nhân tạo hết. Bạn Elite14005K có hỏi, tại sao lại ít sử dụng giấy trắng mà dùng giấy màu ghi vậy anh? Ít sử dụng giấy trắng mà sử dụng giấy màu ghi, chắc là bạn xem những cái video vẽ chân dung của mình đúng không? Thì video vẽ chân dung của mình có sử dụng giấy là giấy màu ghi. Thì đơn giản là mình thích thôi. Còn mọi người vẽ giấy trắng vẫn được mà. Sở dĩ mình sử dụng giấy màu ghi là mình muốn sử dụng thêm cả bút chì trắng nữa, để mình tạo những cái điểm sáng ở trên bài. Còn các bạn thì không thích thì cứ dùng giấy trắng như bình thường thôi. Bạn Phú Vũ Đình ad cho em hỏi là mỹ thuật công nghiệp thi những khối gì? Ở trong những khối đấy vẽ những gì ạ? Mỹ thuật thi những khối gì và trong những khối đấy vẽ những gì? Mỹ thuật công nghiệp thì chỉ có một khối thôi, là khối hát. Và trong cái khối hát đấy thì vẽ một bài hình họa bằng chì, vẽ người và làm một bài trang trí màu sắc, hết. Nào đỗ UAH thì đổi tên, có hỏi, cho em hỏi ngu xíu, liệu mình thi năng khiếu ở Cần Thơ thì mình thi ở Cần Thơ hả anh? Thi ở tỉnh khác có được không? Mình xin phép trả lời câu hỏi ngu của bạn nhé. Là nếu mà bạn thi ở Mỹ thuật Cần Thơ đúng không? Thì phải thi ở Cần Thơ chứ. Hoặc là bạn có thể, nếu mà bạn thắc mắc hoặc là không hiểu chỗ nào thì bạn có thể hỏi cái người hỏi cái bên điểm thi ấy, cái bên tổ chức thi ấy, xem là trường đấy tổ chức thi ở chỗ nào, xong rồi mình đến đấy mình thi. Bạn có tên là Đẹp Trai Đại Nhân có câu hỏi, MTCN là viết tắt của mưa tí cũng ngập đúng không anh? Đúng rồi. Thật ra thì nó còn nhiều nghĩa khác nữa do mỗi suy nghĩ của mỗi người. Ngày trước thì mình còn nghĩ là cái từ CN ở cuối nó là cúng nghiện cơ. Có tên là vẽ xấu đừng xem, anh quê ở đâu vậy? Mình ở Hà Nội. Bạn Tân, anh ơi,
Giờ trường em không có khối hát thì thi kiểu gì vậy anh? Ủa, trường em không có khối hát? Chắc là bảo là trường cấp 3. Thì trường cấp 3 ngày trước của mình cũng làm gì có khối hát đâu. Cái khối hát là khối ở trên đại học mà. À ý là trường cấp 3 thì sẽ có những cái khối, ví dụ như khối A, khối B, khối C đúng không? Khối A là toán, lý, hóa rồi các thứ đúng không? Văn sử địa rồi các thứ đúng không? Thì cái khối hát đấy bạn phải đi học ở ngoài đó. Học ở những cái lò ôn ấy, người ta sẽ đào tạo cho bạn. Và bạn có kiến thức và bạn thi vào những cái khối hát của những cái trường đại học. Bạn Huriu, học thi khối hát có cần phải học qua khối cơ bản không anh? Chắc chắn rồi ấy. Bởi vì khối cơ bản nó là kiến thức đầu tiên mà các bạn cần phải học. Sau đó mình đem những kiến thức đấy đi lên những cái kiến thức nó nâng cao hơn. Và về sau áp dụng cái đấy rất là nhiều. Vậy nên chắc chắn là phải học nhé. Cấm được không học nhé. Mà ở trong mỹ thuật công nghiệp vậy tôi nó có học điêu khắc vẽ gì không anh? Mà ở trong mỹ thuật công nghiệp à? Tối chắc nó chạy deadline cùng. Nó chạy làm gì đâu. Vậy là video cũng hết rồi. Thì mình xin phép dừng video này ở đây. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì có thể comment ở dưới xuống phần bình luận. Mình sẽ có những cái video Q&A khác đăng lên, nhưng ở một thời gian khác. Bye bye, xin chào. Hẹn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nhớ like và subscribe để mình có thêm động lực và ra video mới hơn. Yeah.